cái vậy? Chị thường lên sẽ giúp chồng anh không? Anh thật biết được chứ, cô tổ chức anh đi. Để được, chào đón tôi đây. Vậy đi. Anh sẽ không được gọi, anh là mẹ chồng con. Còn đây là con mắt thương. Mà nó, đi xuống hả? Con gái của cô đúng là tuyệt sắc đây nha. Đi đám cưới hết rồi. Anh bộ đã trả lời vậy đó. Anh đã nói dối tôi đúng không? Tôi đang tìm cái sách dụng của anh. Tôi đã nói là tôi biết rồi mà. Tôi có thể tìm ông ấy được không? Anh là vậy, cô có chuyện đi liên hệ cô ta đi. Cô có đi thẳng tôi sẽ nói là phải. Là liên hệ cô ta thôi. Mà cô nè. Làm ba tôi nói gì hết. Làm cho mình lo không chứ. Thì em đã lo mấy cái chuyện xung quanh nữa mà. Mình đã nói là chị ấy nói mấy cái nữa.